chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong 5 năm tới, từ 52 đến 56 tuổi, bí mật làm điều này: được thần Phật che chở, tránh mọi tai ương, vượt qua vận hạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Kiếp người như gió thoảng qua mau, chưa thỏa lợi danh đã bạc đầu. Trẻ đẹp tài trí đều vô nghĩa, thời gian tàn phá hết còn đâu. Còn đâu giấc mộng đẹp giàu sang, ái dục tham sân lắm bẻ bàng. Lãng phí chuỗi ngày vì danh lợi, hết duyên dứt nghiệp sẽ tiêu tan. Thưa quý vị, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, nhiều người than phiền rằng số họ khổ từ trong chứng khổ ra, sinh sống ở đáy xã hội chưa kịp làm gì, đã phải gánh cả đống nợ trả mãi không hết. Đã vậy chớ trêu thay họ ra xã hội còn bị lừa gạt, bóc lột và bị hãm hại. Gia đình thì bần hàn, cãi giả ly tán, con cái lại xa ngã hư hỏng. Nhìn bạn bè trang lứa người ta luôn có nhiều may mắn, ăn nên làm ra, có một cuộc sống hòa thuận vui vẻ, mà bản thân mình đã quá nửa cuộc đời rồi, vẫn long đong lận đận, lại thấy tuổi thân xót xa trong lòng. Nhưng quý vị có biết không, người xưa có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Giới tử vi hé lộ tuổi Quý Sửu 1973 trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi nếu biết mà tránh xa ba điều cấm kỵ này, thì trong 5 năm tới sẽ chuyển vận đổi đời, phất lên như vũ bão, sung sướng như tiên, cả họ được nhờ, khiến cho những kẻ từng khinh miệt chèn ép mình phải lóa mắt ghen tị. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Tương lai người tuổi Quý Sửu trong 5 năm tới sẽ biến động ra sao? Tại sao nó lại quan trọng, là chìa khóa then chốt quyết định một đời người như vậy? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Quý vị thân mến, trải qua bao sương gió, trong 5 năm tới, Quý Sửu hiểu được rằng trong cuộc sống có một số sự tình bản thân cần phải buông tâm đi. Tâm lượng của trái tim mỗi người đều là có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng, cần phải buông, cần phải cởi trói trái tim mình. Những hư dinh, tranh giành đoạt lợi, những oán hận trong lòng chỉ khiến Quý Sửu sống mệt mỏi, sao còn không buông bỏ mà mãi ôm giữ, đúng không Quý Sửu? Trong 5 năm tới, hơn ai hết, Quý Sửu hiểu mình cần phải buông gánh nặng, chạy về phía mới của sinh mệnh, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới. Hiểu được buông ấy chính là trí tuệ của Quý Sửu. Đời người Quý Sửu không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bất kể Quý Sửu là ai. Dù cho thành công đến mấy cũng sẽ có lúc phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, Quý Sửu vẫn có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân. Lạc quan vui vẻ là một loại tài sản vô hình mà Quý Sửu có được trên đường đời đầy khổ ải, chông gai này. Quý Sửu có được loại tâm thái tốt đẹp này cũng là điều khó khăn, đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh. Một người có thể giảm bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn một chút, thì cuộc sống của người ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Từ 52 tuổi, Quý Sửu thường thiên về cuộc sống nội tâm, đã hiểu thấu nhiều điều trong đời, cho nên Quý Sửu chỉ có mỉm cười trong thời điểm này chính là điều tốt nhất. Định nghĩa về thành công có rất nhiều phương diện, hầu hết mọi người đều định nghĩa đó là thành công trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, của cải và quyền lực có nhiều đến mấy cũng không thể mua được hạnh phúc thực sự. Cũng có nhiều Quý Sửu vì áp lực thành công và danh vọng mà thường nhún nhường để được mọi người yêu mến, không dám thay đổi công việc, sợ thất nghiệp, không thể phản đối ý kiến cấp trên. Đây là chuyện thường thấy ở những người lớn. Ngoài kỹ năng ăn nói khôn khéo, Quý Sửu cũng phải biết dùng vài kỹ xảo nhỏ để giành được sự yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trong một xã hội mà ở đâu cũng cần có mối quan hệ như ngày nay. Tuy nhiên, Quý Sửu khi đã bước sang tuổi 52, bản thân biết loại bỏ lối suy nghĩ tìm cách lấy lòng tất cả mọi người, dù đôi khi việc phải nói lời từ chối không hề dễ dàng. Nhưng cuộc đời là của mình, Quý Sửu không có thời gian dư thừa để cố gắng đi lấy lòng tất cả mọi người, bởi nếu làm vậy, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là Quý Sửu. Người xưa đã từng nói, trong khoảng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là làm hài lòng bản thân, chứ không phải làm hài lòng người khác. Tất cả những gì Quý Sửu từng trải đều hiểu được ý tứ được gửi gắm trong quan điểm này. Nếu không muốn đánh mất bất cứ mối quan hệ nào mà buộc phải chiều lòng người khác, Quý Sửu có thể sẽ tự đánh mất chính mình.
Trong cuộc sống có những người lợi dụng Quý Sửu, coi thường Quý Sửu, không trân trọng Quý Sửu là điều hoàn toàn bình thường. Để loại bỏ những ưu phiền, thay vì trách móc bản thân, hãy mạnh dạn từ chối những người này. Khi đó Quý Sửu sẽ nhận ra cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Quả thực hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy. Khi bản thân đã đặt chân lên con dốc bên kia của cuộc đời, ai đó đã nói rằng cuộc đời hôn tôi bằng nỗi đau, nhưng tôi đáp lại bằng bài hát. Lòng thù hận căm phẫn ngăn cản Quý Sửu hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, vì nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần. Đến khi ấy không ai khác ngoài Quý Sửu là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất. Bởi vậy tính chủ hãy biết khoan dung với đời, với người và với chính mình. Xét về tính cách của Quý Sửu sinh năm 1973. Theo như Tử Vi phương Đông, người tuổi Quý Sửu là những người chăm chỉ, cần cù, kiên định và mạnh mẽ. Họ thường có tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng cao. Vì thế họ có thể vượt qua được nhiều bão tố cuộc đời. Tính cương quyết khiến họ đôi lúc trở nên cứng nhắc. Khi quyết định điều gì ít khi thay đổi. Họ thường nói đi đôi với làm, là người rất giữ chữ tín. Đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt. Họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc, nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Lòng quả cảm của họ cũng rất lớn. Người tuổi Quý Sửu có tài lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ. Họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn. Khả năng thuyết phục của người tuổi Quý Sửu cũng rất đáng nể. Tính cách của con người ảnh hưởng khá nhiều đến vận mệnh của mỗi người. Nó không phải là yếu tố sẵn có, mà dần được định hình và phát triển trong hoàn cảnh và môi trường sống xác định. Tính cách một phần ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời. Nhờ những tính cách trên mà giúp Quý Sửu có thể đối mặt và vượt qua được nhiều chông gai trong cuộc đời. Tính cách vận mệnh Quý Sửu theo ngũ hành. Những người tuổi Quý Sửu 1973, ngũ hành thuộc mộc, mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Nhưng về sau gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Theo như Tử Vi phương Đông, người tuổi Quý Sửu là những người chăm chỉ, cần cù, kiên định và mạnh mẽ. Họ thường có tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng cao. Vì thế họ có thể vượt qua được nhiều bão tố cuộc đời. Tính cương quyết khiến họ đôi lúc trở nên cứng nhắc. Khi quyết định điều gì ít khi thay đổi, họ thường nói đi đôi với làm, là người rất giữ chữ tín. Đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt. Họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc, nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Lòng quả cảm của họ cũng rất lớn. Người tuổi Quý Sửu có tài lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ. Họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn. Khả năng thuyết phục của người tuổi Quý Sửu cũng rất đáng nể. Tính cách của con người ảnh hưởng khá nhiều đến vận mệnh của mỗi người. Nó không phải là yếu tố sẵn có mà dần được định hình và phát triển trong hoàn cảnh và môi trường sống xác định. Tính cách một phần ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời. Nhờ những tính cách trên mà giúp Quý Sửu có thể đối mặt và vượt qua được nhiều chông gai trong cuộc đời. Để giúp quý vị có thể nắm bắt vận mệnh của mình một cách tốt nhất, Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra tử vi trọn đời Quý Sửu qua từng năm như sau. 1. Từ 20 tuổi đến 25 tuổi, vào năm 20 tuổi,
Tử Di trọn đời tuổi Quý Sửu gặp nhiều may mắn trong học tập, có cơ hội xuất ngoại, vì thế nên chủ động nắm bắt cơ hội này để tạo tiền đề bàn đạp cho sự phát triển tương lai. Vào năm 21 đến 23 tuổi, con đường học tập có nhiều chông gai thử thách, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ vượt qua mọi thử thách và thu về quả ngọt. Đến năm 24 và 25 tuổi, cuộc sống tràn ngập màu hồng, niềm vui gia đình bình an, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc. 2. Từ 26 tuổi đến 30 tuổi, bước vào năm 26 tuổi là năm có rất nhiều sự phát triển về kỹ năng, nhưng cũng nên cẩn thận tuyệt đối trong những cuộc đầu tư, không nên đặt niềm tin vào người khác quá nhiều. Đến năm 27 tuổi, nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình. Năm 28 tuổi, công việc có một số khó khăn thử thách, song lại gặp được quý nhân giúp đỡ mà trở nên ổn định. Đến năm 29 tuổi, có nhiều may mắn trong phương diện tình duyên, tiến tới hôn nhân. Năm 30 tuổi, công việc ổn định và Quý Sửu sẽ có sự phát triển vượt bậc vào khoảng tháng 8 và tháng 9 âm lịch. 3. Từ 31 tuổi đến 35 tuổi, vào năm 31 đến 32 tuổi, tình hình sức khỏe không mấy khả quan, nên chú ý dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tăng cường rèn luyện, tránh xa các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, đồng thời nên đi kiểm tra bệnh tật thường xuyên để có phương án xử lý kịp thời. Năm 33 tuổi cũng là một năm thích hợp để có thể tính đến trung thân đại sự. Năm 34 và 35 tuổi nên dành thời gian chăm sóc gia đình, cũng là thời điểm phù hợp để sinh con. 4. Từ 36 tuổi đến 40 tuổi, năm 36 đến 37 tuổi sẽ là một giai đoạn có nhiều biến động, nếu hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua tất cả. Đến năm 38 tuổi được xem là giai đoạn hưng thịnh nhất của Quý Sửu, có nhiều cơ hội xuất ngoại, và nếu nắm bắt tốt thời cơ này sẽ có được cuộc sống dư dả khi về già. Năm 39 tuổi là năm thích hợp để sinh thêm con thứ. Năm 40 tuổi có thể thành lập kinh doanh riêng vô cùng tốt. 5. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi, vào năm 41 tuổi, Quý Sửu có một cuộc sống ổn định, song nên dành thời gian nhiều ở bên gia đình để vun đắp tình cảm, không nên chỉ mãi miết vào công việc. Đến năm 42 và 43 tuổi sẽ có tin vui về con cái, đạt được nhiều thành tựu học tập. Sức khỏe của Quý Sửu giai đoạn này cũng có nhiều tín hiệu vui mừng. Giai đoạn 44 và 45 tuổi nên chú ý về tài chính, đặc biệt không nên chỉ dùng nhiều mà nên tiết kiệm. 6. Từ 46 tuổi đến 51 tuổi, giai đoạn Quý Sửu từ 46 và 47 tuổi, công việc làm ăn hanh thông, muôn việc đều tốt đẹp, tài lộc vì thế mà tăng nhanh. Năm 48 và 49 tuổi là năm hợp mệnh, vì thế nên tăng cường đầu tư để phát triển doanh nghiệp. Năm 50 tuổi, thuận lợi tất cả về công việc, sức khỏe ổn định, gia đạo yên ấm. 7. Trong 5 năm tới, giai đoạn trong 5 năm tới, cuộc sống của Quý Sửu bắt đầu bước vào sự an ổn, tiền tài bền vững, có được sự nghiệp, kinh doanh vững vàng, nhiều người nể trọng, sức khỏe không gặp vấn đề gì đáng nghiêm trọng, gia đạo êm ấm. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi trọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 5 năm tới. Về phương diện sự nghiệp, cuộc đời Quý Sửu là một hành trình chạy việt dã kéo dài cả trăm năm, đến 50 tuổi mới chỉ chạy được một nửa, nửa còn lại mới là kiếp nhân sinh thực sự. Dẫu sao tính chủ cũng đã 50 tuổi rồi, 50 tuổi vừa hay lại là bước chuyển ngoặt của hành trình việt dã ấy. Khi ấy, Quý Sửu mới chỉ chạy được nửa quãng đường, nhưng đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại có thể thấy được diễn cảnh tươi sáng của tương lai. Nếu cuộc đời là một hình vòng cung, thì ở tuổi 52 sức khỏe của gia chủ sẽ giảm sút, nhưng năng lực tổng hợp của Quý Sửu lại ở đỉnh điểm của hình vòng cung đó. Những trải nghiệm kiếp nhân sinh và mối quan hệ xã hội của tính chủ là nguồn tài nguyên quý giá. Chỉ cần quy hoạch cẩn thận, khéo léo xếp đặt, chú ý giữ gìn sức khỏe, thì thời gian đỉnh điểm của cuộc đời ấy của Quý Sửu sẽ có thể kéo dài hơn. Theo tử vi trọn đời tuổi Quý Sửu, trong 5 năm tới, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh. Đặc biệt từ 52 tuổi, vận quý nhân của Quý Sửu cũng rất dượng. Nhờ vào sự chiếu cố, giúp đỡ của quý nhân
mà cuộc sống của Quý Sửu gặp nhiều điều tốt lành, may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, gặp nhiều điều rực rỡ tốt đẹp, Quý Sửu sẽ bước vào thời điểm huy hoàng, thịnh vượng nhất của bản thân. Chỉ cần Quý Sửu có đủ sự tự tin, bản lĩnh, tập trung cao cho công việc, thì thu nhập tiền bạc sẽ ngày càng dồi dào, của cải tích trữ ngày càng nhiều, nhà đẹp xe sang đủ cả, có cuộc sống êm ấm hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ ao ước. Trong 5 năm tới, sự nghiệp của Quý Sửu ổn định hơn hẳn, những lần tiến hành công việc Quý Sửu đều diễn ra suôn sẻ và hanh thông, mở ra nhiều thời cơ làm cho cuộc sống khá khẩm hơn trước. Thậm chí là Quý Sửu có thể vươn lên trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất. Nhất là đây cũng là thời điểm cực kỳ lý tưởng và phù hợp dành cho Quý Sửu nếu như muốn khởi nghiệp, đầu tư góp vốn để sinh lời vào những dự án ngắn hạn. Tuy nhiên, để có được lợi nhuận cao, cơ hội thăng quan tiến chức lớn ở trong những năm về sau, thì Quý Sửu cũng phải rất chày chật đấy, thậm chí là phải đối mặt với nhiều thử thách. Sóng gió, Quý Sửu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành và chín chắn hơn, có thể tự do quyết định phương án cuộc đời của mình, đưa bản thân lên một tầm cao mới, một vị trí mới, có thể vươn đến chức vụ cao, tiền bạc dồi dào, súng túc. Cũng có khá nhiều Quý Sửu có được những cơ hội tốt để đổi đời, được quý nhân lẫn thần tài giúp đỡ, muốn gì được nấy. Vận trình lên như diều gặp gió, cuộc sống vui vẻ và viên mãn, đồng thời giai đoạn này cũng chính là cơ hội để Quý Sửu có thể lấy lại những gì đã thất thoát, mất đi ở trước đấy, có thể tích góp, tiết kiệm được một khoản kha khá cho tương lai về già của mình. Trên thực tế, mọi giai đoạn tuổi đều có thể sống một cuộc sống tuyệt vời của riêng mình, miễn là Quý Sửu có một thái độ lạc quan và sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì nó, thì tính chủ có thể tạo ra một cuộc sống khác biệt với những người khác. Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoạt, ngũ thập tri thiên mệnh, đời người ai không muốn công thành danh toại, nếu có thể Quý Sửu nào mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ tiếc nuối gì trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của mình, từ thời thiếu niên vô tư, chuyển sang một thanh niên đầy nhiệt huyết, rồi dần dần trở về với cuộc sống trung niên bình lặng. Đó là những giai đoạn bắt buộc trong cuộc sống này. Ở mỗi một giai đoạn, Quý Sửu đều không ngừng đưa ra những sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn lại dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác nhau. Để đến cuối cùng, có người gặt hái thành tựu để đời, có người tích góp được một phần gia sản cho con cháu về sau, nhưng cũng có không ít người trở về với hai bàn tay trắng. Khi xem tử vi trọn đời của người tuổi Quý Sửu 1973, người này mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng từ những năm 40 tuổi trở đi, tiền tài, sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Về phương diện tài lộc, theo tử vi trọn đời dự báo, tài lộc của Quý Sửu 1973 sáng sủa, tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư dả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo phụng dưỡng. Thời trẻ người tuổi Quý Sửu ngay thẳng, thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc. Nhưng cũng vì đức tính chăm chỉ siêng năng để tạo ra của cải, nên đôi lúc được ban cho vận may làm ăn, nhờ vậy cuộc sống luôn sung túc đầy đủ. Trong 5 năm tới ở hiện tại, Quý Sửu đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có cho mình hướng đi và nhiều cách kiếm tiền. Tuy nhiên đa phần tuổi Quý Sửu thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư, nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của nã không ít, có nhà cửa đất đai, tiền bạc đồ giá trị, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, dùng tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp, nên người tuổi Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể sửa được những điểm này, thì tài lộc thênh thang, giàu sang phú quý. Trong cuộc đời tuổi Quý Sửu, tài lộc bình bình ở tiền vận, nhưng dục cao sáng sủa vào thời kỳ trung vận, đặc biệt trong 5 năm tới, mệnh của bạn có thể yên tâm. Bởi chính tài ở bên,
đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng. Ngoài ra còn có nhiều cơ may trong đời để đổi giận giàu có. Tuy nhiên hung tinh dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế tuổi Quý Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản tiền bạc của chính mình. May mắn tuổi này có con cái thành đạt, về sau nhận được lộc trời ban, nhà cửa khang trang, đất đai cũng không ít, về già sống ấm no hưởng phúc. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, hầu hết nam giới tuổi Quý Sửu rất được nhiều phụ nữ ái mộ, cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo trong tình yêu. Đàn ông tuổi Quý Sửu có điểm yếu chí mạng, họ hay nghi ngờ ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Song vì bản tính thận trọng, dè dặt nên họ thường lập gia đình muộn. Nữ giới tuổi Quý Sửu biết cách chăm sóc và xây dựng gia đình, họ luôn hết lòng vì gia đình. Tình yêu của tuổi Quý Sửu rất thực tế, không lãng mạn và ướt át. Trong tình yêu họ rất ôn tồn và chịu đựng. Hôn nhân của tuổi Quý Sửu nữ mạng khá êm ấm. Người tuổi Quý Sửu rất đào hoa, vì vậy nên hạn chế các mối quan hệ quá thân thiết để tránh tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Phần gia đạo, Quý Sửu sinh năm 1973, có gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời sẽ không gặp phải những biến cố quan trọng, duy chỉ có lúc nhỏ là hay gặp phải khó khăn. Gia đạo có trục trặc đôi chút, nhưng không vấn đề gì cả, rồi cũng trôi vào quá khứ. Về tương lai, cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, hưởng phúc con cái về già. Đối với tuổi Quý Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Quý Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Trong gia đình, Quý Sửu nam mạng luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ của mình. Phụ nữ tuổi Quý Sửu thì rất hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Họ luôn là hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu cũng vì gia đình, con cái mà cố gắng, nhờ vậy về sau được hưởng lộc từ con cái rất nhiều. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cuộc đời nam mạng được ông tử di độ mạng ban cho sức khỏe, nữ mạng được bà cửu thiên quyền nữ độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu mệnh thổ nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, loét dạ dày, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua. Cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh, nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Quý Sửu thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya thời gian dài, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, nhưng nghỉ ngơi lại nhanh chóng khỏe lại, thế nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng. Thời gian này bản mệnh đã bước qua độ tuổi 50, thì sức khỏe cũng là điều quan trọng, hãy luôn lưu tâm để ý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Dành thời gian bên gia đình đi chơi du lịch ngắn ngày cũng giúp cho tinh thần thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng áp lực. Ngoài ra thì tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Quý Sửu hãy luôn nhớ rằng có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi hưởng phúc bên con cháu. Tiếp theo đây, mời quý vị đi vào chi tiết vận mệnh của Quý Sửu 1973 theo tháng sinh phát tài. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973
sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng Giêng, khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân mà sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Người này có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng. Hãy xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động năng mạ, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả, gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng phá thành bong bóng xà phòng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, đất trời đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác o ép, quản lý sự nghiệp. Tuy có nhiều phong ba, bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Là người thông minh, đỉnh ngộ, phong thái, tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc, giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh của người này khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nên nếu biết đủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người này tuy rằng có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế, nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả, nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép, trói buộc, không có được tự do. Người này có số vất vả, không được nghỉ ngơi, mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động, hay làm theo ý mình, mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, người này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau, bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngán đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Vận mệnh cuộc đời cũng không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến, bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình, họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh, chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn, nên người này vẫn có thể an ổn sống hết cuộc đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này dung mạo đẹp đẽ,
tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người này không được hưởng phúc hương quả tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều vất vả, khó khăn chung, dần dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ích, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tính, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tự do tự tại. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, người này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, quạng lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc, con hiền cháu thảo. Đây là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số vượng tài vượng lộc, tuổi già căn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui dày cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, người này cuộc đời gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương quả tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người này có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của mình. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ, người này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý các tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Đây là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm, kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, dạng sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết lập đông, người tuổi này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh của người này, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên đến trung vận, dương khí phát, sự nghiệp bắt đầu những bước tiến triển tích cực, dần dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy, giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, người tuổi này được hưởng lộc tử tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó không ai bằng, thiếu thốn đủ bề. Mọi sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn, không nơi giải bày, công danh, sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu.
An ủi duy nhất là sức khỏe tốt. Tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an. Có thể nói, người này có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu 1973, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn. Người tuổi này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Tuy nhiên, hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Người tuổi này tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngăn trở, nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý, đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến Quý Sửu dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành, mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập. Học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh Quý Sửu, đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, xin Quý Sửu vui lòng dứt bỏ 3 điều. Đặc biệt trong 5 năm tới, nếu Quý Sửu có thể giải phóng bản thân khỏi 3 điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý tính chủ. Thứ nhất, dứt bỏ oán giận. Khi còn trẻ, Quý Sửu thường than phiền, oán giận rất nhiều. Than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu. Nhưng tới tuổi 52, Quý Sửu nên hiểu, oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối, bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp. Nếu Quý Sửu thực sự muốn giải quyết quết vấn đề từ gốc rễ, thì nên buông bỏ những phiền muộn của mình, dứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Nếu làm được điều này, thì chắc chắn Quý Sửu sẽ có bước đi đúng đắn. Dứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Khi Quý Sửu học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện những sự tình mà bạn từng than phiền thật ra cũng không gian nan như Quý Sửu từng nghĩ. Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác thì sẽ không có bệnh tật. Nếu Quý Sửu thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn. Cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, ngó nghiêng một chút, bạn biết đấy, đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa. Thứ hai, dứt bỏ bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc, bởi vì nếu Quý Sửu luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực. Những người luôn vui cười rạng rỡ kia, không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Sau tuổi 52, hầu hết Quý Sửu đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được cuộc sống có những việc đôi khi khi chính mình cũng không thể lựa chọn. Nhưng tâm tình của Quý Sửu là do chính Quý Sửu kiểm soát, cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy Quý Sửu nên quẳng gánh bi quan, nên đón dạng điều với tâm trạng hân hoan nhất. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút,
rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan. Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, Quý Sửu vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ ba, dứt bỏ những điều không xứng đáng. Càng trưởng thành, Quý Sửu sẽ càng hiểu được cần phải dứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm. Vì đã 52 tuổi, nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất, không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng. Trong quá khứ, Quý Sửu có thể phải bận tâm đến sĩ diện của mình vì những thứ vẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba. Nhưng ở tuổi 52 trở đi, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, Quý Sửu sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích. Ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác. Vậy tại sao Quý Sửu phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để lấy lòng người khác? Hãy mạnh dạn dứt bỏ những điều không đáng này, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Một Quý Sửu trên 52 tuổi, làm ơn hãy dứt bỏ những điều không tốt này, từ đó học cách đối xử tốt với bản thân, không còn bi quan và phàn nàn. Gạt bỏ sự mềm yếu, đừng cố chấp với những điều không xứng đáng. Làm được rồi, Quý Sửu sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.